Ok, nếu các bạn muốn tìm thêm những video clip khác của tôi về chủ đề anime, manga và light novel thì các bạn có thể nhấn vào biểu tượng kênh của tôi ở dưới này và chọn vào phần video nhé. Dưới đây chính là tất cả những video mà tôi đã làm từ trước tới giờ. Các bạn có thể nhấn vào xem thoải mái. Alright, chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết phần chú ý nhỏ nhỏ này của tôi. Mẹ à, con trai của mẹ đã phát điên rồi. Ok, hello gozaimasu và chào mừng tất cả mọi người lại quay trở về với cái kênh nhỏ của tôi ngày hôm nay. Và tiếp tục với chuỗi series Cô gái văn chương, thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về quyển sách Cô gái văn chương và gã khờ bị trói buộc vào số 3 của Cô gái văn chương nhé. Dành cho những các bạn nào mới bắt đầu xem video clip này, thì nếu các bạn muốn tìm hiểu hai cái vol trước của Cô gái văn chương episode 1 và 2 đó, thì các bạn có thể nhấn vào chữ y ở bên đây, hoặc là cái đường link tôi sẽ để dưới phần mô tả video clip review hai quyển Cô gái văn chương. Đầu tiên đó chính là Cô gái văn chương và Tinh hệ thích chết, thứ hai là Cô gái văn chương và Hồn ma đói khát. Các bạn hãy xem hai video clip đó xong đi, sau đó quay lại xem cái video clip review quyển số 3 này nhé. Alright, và không dùng dài nữa, chúng ta bắt đầu thôi nhé. Đầu tiên là cảm nhận chung của tôi sau khi đọc xong quyển sách Cô gái văn chương và gã khờ bị trói buộc. Thì ở quyển số 3 kỳ này á, tôi đọc á thì tôi thấy nó không được xuất sắc như hai quyển trước. Còn câu chuyện của nó thì cũng không được kịch tính cho lắm. Và quyển sách được tác giả Nomura Mizuki lấy ra và làm chủ đề cho toàn bộ câu chuyện, đó chính là quyển sách Tình bạn của tác giả Musanokoji Sanyasu. Ok, thì tôi sẽ nói sơ qua về nội dung chính của quyển số 3 này nhé. Câu chuyện kỳ này thì sẽ kể về một người bạn cùng lớp của Konoha, và đồng thời cũng đóng vai trò là gã khờ nằm ở trong cái câu chuyện này, có tên là Akutagawa Kazushin. Cùng với đó là những điều khó hiểu và bí mật xoay quanh cậu ta, như là ở tiêu đề sách, gã khờ bị trói buộc. Và điều mà gã khờ bị trói buộc ở đây chính là cảm xúc bị trói buộc bởi sai lầm và tội lỗi mà cậu đã gây ra trong quá khứ. Và khi đọc cái quyển sách này thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ được cái sự giằng co và đấu tranh cảm xúc của Akutagawa khi bản thân cậu phải đứng giữa người mà mình quý trọng và người mà cậu đã từng làm tổn thương trong quá khứ. Cụ thể ở đây chính là cô gái xuất hiện trong câu chuyện này, Sarashina. Tiếp đến, để các bạn hãy cùng tôi bàn về cái hay của quyển sách này nhé. Cái hay đầu tiên của quyển sách này đó chính là cái tiêu đề của quyển sách, gã khờ bị trói buộc. Cá nhân tôi thấy á, thì cái tiêu đề này nó còn mang một cái ý nghĩa khác nữa rất là hay các bạn. Ngoài cái việc gọi là nó nói lên cái nội dung chính của cốt truyện mà nó đề cập, như là tất cả con người sống trên thế giới này đều mang trong mình một sự khờ dại. Và còn có một câu nữa trong quyển sách này liên quan tới tiêu đề mà tôi cảm thấy cực kỳ là tâm đắc luôn các bạn. Cụ thể cái câu đó như thế này: nếu con người không ngu ngốc, vậy thì nghệ thuật và văn học cũng sẽ không tồn tại. Nghe cái câu này sơ qua thôi mà mình thấy nó có một cái vẻ gì đó rất là hợp lý và rất đúng luôn các bạn. Cái hay thứ hai của quyển sách này đó chính là cú lừa nằm ở gần cuối của câu chuyện này. Và cái này chắc các bạn phải đọc sách thì mới nhận ra được cái cú lừa đó thôi. Còn nếu tôi nói ra thì chẳng khác gì tôi spoiler hết cốt truyện cho các bạn biết rồi. Cái hay thứ ba cũng chính là cái hay cuối cùng của quyển sách này, đó chính là sự xuất hiện của một nhân vật vô hình được thể hiện thông qua các đoạn chữ màu đen in đậm ở trong quyển sách này. Và cho các bạn nào chưa biết á, thì trong dòng sách Cô gái văn chương này á, thì những cái đoạn chữ đen in đậm nó đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong toàn bộ câu chuyện. Cụ thể thì nó chính là những lời độc thoại nội tâm của các nhân vật ở trong cuộc. Và thông qua đó chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái nỗi đau, sự thống khổ và tuyệt vọng của những nhân vật đó. Đồng thời một phần nào đó tiết lộ bí ẩn đằng sau câu chuyện mà chúng ta đang đọc. Nhưng có một cái điều kỳ lạ ở đây, đó chính là riêng ở cái quyển số 3 kỳ này á, thì các đoạn chữ đen in đậm hầu như đa phần đều không dính dáng nhiều tới cốt truyện. Và nội dung của những cái dòng chữ đen in đậm trên đó chính là những lời độc thoại của Akutagawa trong bức thư gửi cho một người nào đó. Và lúc đầu á, tôi đọc thì tôi tưởng cái đối tượng mà Akutagawa muốn nhắm tới đó chính là Sarashina, một cô gái, một cái nhân vật đóng một cái vai trò cũng rất là quan trọng trong câu chuyện kỳ này. Nhưng mà khi tôi đọc gần về cuối quyển sách á, thì tôi nhận ra là không phải các bạn à. Bằng chứng nằm ở trong những cái đoạn chữ đen này, hay cụ thể là trong những lá thư. Đối tượng mà Akutagawa muốn gửi đến là một người mang khuynh hướng bạo lực, được thể hiện thông qua những hành động như là đánh, tát, chửi rủa hay là lấy đồ vật ném vào người Akutagawa. Còn Sarashina, tuy ở hồi cuối truyện thì cô đã để lộ rõ bản chất méo mó của mình, nhưng với những điều mà cô đã làm thì tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện mà Sarashina lại trực tiếp làm tổn thương về mặt thể xác đối với Akutagawa được. Và từ đó ta có thể suy ra đối tượng mà Akutagawa đề cập trên những dòng chữ đen in đậm là một người khác. Và thật ra
thì danh tính của người này cũng đã được tác giả làm rõ thông qua những cái đoạn chữ đen in đậm nằm ở cuối cùng của câu chuyện. Và không ai khác, đó chính là Asakura Miu, người con gái đã nhảy lầu tự sát 2 năm về trước. Và lý do dẫn đến việc cô đe dọa và dùng bạo lực là muốn Akutagawa hợp tác giúp mình trả thù người đã làm cô tổn thương và đau khổ, đồng thời cũng là người mà cô từng dành trọn tình yêu trong quá khứ. Đúng vậy đó, không ai khác, đó chính là nhân vật chính của chúng ta, Inu Konoha. Cụ thể của câu chuyện này ra sao thì các bạn hãy đợi tới tập số 5 của Cô Gái Văn Chương và Người Hành Hương Than Khóc thì sẽ rõ ha. Ok, và đó là tất cả những gì mà tôi đã rút ra được sau khi đọc xong quyển sách Cô Gái Văn Chương và Gã Khờ Bị Trói Buộc của tác giả Nomura Mizuki và phiên dịch Beruna. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kỳ tới của tôi. Bye bye.